anh em cứ hỏi là khắc phục và vệ sinh xe bị ngập nước thì có khó không ạ? Thì em xin trả lời là rất là khó chứ không phải là khó nhé. Bởi vì là một chiếc xe bị ngập nước thì nó có rất nhiều vấn đề. Đấy, ví dụ như đây một chiếc xe mà bị ngập nước bên em đang xử lý đây thì phải xử lý hết. Đấy, tháo tất cả nội thất xe, vệ sinh sạch sẽ mà kể cả táp lô này cũng phải tháo ra nhé. Xe này đã tháo ra rồi và hiện tại táp lô đã vệ sinh sạch sẽ và lắp lại rồi. Đó, vệ sinh tất cả các nội thất này, các chi tiết đầu jack điện như này này. Đấy. Và phải cả cái trần này cũng phải tháo ra hết này. Vệ sinh sạch sẽ, máy móc là cũng phải vệ sinh tất cả sạch sẽ hết. Đòi hỏi là thợ phải có kinh nghiệm và tay nghề cao. Cái quan trọng nhất ấy là anh em làm ấy phải có trách nhiệm và thật sự là tỉ mỉ. Bởi vì một chiếc xe mà khi mà bị ngập nước ấy, anh em chỉ cần quên bỏ sót một hai chi tiết đầu jack điện này thôi thì sau đi một thời gian thì nó có thể nó bị mo ve hoặc là nó bị chập. Đấy, nên là yêu cầu làm những cái chiếc xe bị ngập nước này thì rất phải tỉ, rất phải cẩn thận và tỉ mỉ. Đó, thì cũng cảm ơn quý khách hàng vẫn luôn tin tưởng.